bạn có đang bị trào ngược axit dạ dày. Hôm nay, chuyên gia nước Etaba sẽ chia sẻ cho bạn bí quyết sử dụng máy lọc nước ion kiềm trong việc không chỉ hỗ trợ giảm chứng ợ chua, đầy hơi, trào ngược axit dạ dày mà còn giúp cải thiện và phòng ngừa các nguy cơ với hệ tiêu hóa vô cùng hiệu quả nhé. Bệnh trào ngược axit là một trong những căn bệnh phổ biến thường gặp nhất hiện nay. Trào ngược dạ dày thực quản hay còn gọi là viêm thực quản trào ngược. Đây được xem là hiện tượng các chất dịch trong dạ dày như là axit, pepsin, dịch mật trào ngược từng lúc hay thường xuyên liên tục gây ra các triệu chứng và biến chứng của bệnh có thể thấy ngay ở đường tiêu hóa mà các cơ quan gần nhất phải gánh chịu như là thực quản và hệ thống hô hấp. Điển hình như là viêm mũi hẹp thực quản, ung thư thực quản. Và trong trường hợp các axit dư thừa trong dạ dày chạy ngược vào ống dẫn thức ăn sẽ kích thích các niêm mạc trong thực quản và sẽ gây ra cảm giác khó chịu. Triệu chứng của bệnh thì bao gồm các vị axit trào sau miệng, ợ chua, nôn mửa, đau ngực, vàng răng, khó thở. Các biến chứng thì bao gồm bệnh thực quản, viêm thực quản trào ngược, viêm xoang mũi mãn tính. Và theo như tình trạng ăn uống không lành mạnh của rất nhiều người hiện nay thì bất cứ ai cũng có thể bị trào ngược dạ dày hoặc ợ hơi nóng thường xuyên. Bạn có thể gặp các triệu chứng sau khi ăn quá nhanh, ăn nhiều chất béo hay tiêu thụ các món cay nóng. Trong đó thì bạn có khả năng cao mắc bệnh này nếu cơ thể bạn đang thừa cân, béo phì, tiểu đường, mang thai hoặc cả những người đang hút thuốc thường xuyên. Và nhiều người thì thường tỏ ra quan ngại, không biết nguyên nhân của bệnh trào ngược axit là gì. Trong khi thì họ cũng ăn uống cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể. Nhưng bệnh trào ngược axit xuất phát từ rất là nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhiều người thì thường tỏ ra quan ngại, không biết nguyên nhân của bệnh trào ngược axit dạ dày là gì. Trong khi họ thì cũng ăn uống cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể. Nhưng bệnh trào ngược axit dạ dày thì xuất phát rất là nhiều nguyên nhân, mà điển hình như là thói quen ăn uống không lành mạnh và stress. Nước ion kiềm là loại nước dùng để trung hòa lượng axit có trong cơ thể, giúp các hoạt động trong cơ thể diễn ra dễ dàng hơn. Đặc biệt là nước ion kiềm hỗ trợ bệnh trào ngược axit rất là hiệu quả. Và nước điện giải ion kiềm thì giàu tính kiềm và các khoáng tự chất, khoáng chất tự nhiên như với pH từ 8.5 đến 9.5 giúp trung hòa các axit dư thừa trong cơ thể. Đặc biệt là các axit dư thừa do thực phẩm nhiều axit mang lại, cả axit do cơ thể tiết ra khi bị stress sẽ giúp tăng tính kiềm trong nước bọt, trung hòa một phần axit dịch vị trào lên. Các nhà khoa học ở Đại học Singapore và các đại học quốc gia ở Nhật Bản đã thực hiện các cuộc nghiên cứu và khảo sát thực tế về tác dụng của nước ion kiềm đối với bệnh nhân mắc phải căn bệnh dạ dày như là dư thừa axit dạ dày và khảo sát thực tế về tác dụng của nước ion kiềm mà còn có tác dụng giảm nhanh các cơn đau viêm loét từ thực quản, hỗ trợ cho vết viêm loét nhanh chóng lành. Bệnh trào ngược axit dạ dày thì cũng giảm đi đáng kể nhờ nước ion kiềm. Trong trường hợp trào ngược axit ở cấp độ nặng thì cần sử dụng một số loại thuốc và cũng có thể kết hợp với nước ion kiềm để giảm tình trạng viêm loét dạ dày. Như vậy, qua video này, hy vọng sẽ giúp quý vị và các bạn về cách phòng ngừa các bệnh về dạ dày, nhất là trào ngược axit. Hãy cùng chuyên gia nước Enterby chăm sóc bản thân và gia đình với nước ion kiềm giàu vi khoáng ngay hôm nay nhé! Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau. Xin chào!